Xin chào tất cả các em học sinh. Rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên thực hiện. Các em thân mến, trong các tiết học trước, các em đã được ôn tập củng cố kiến thức về đại cương dòng điện xoay chiều, các mạch xoay chiều và mạch có RLC mắc nối tiếp. Trong nội dung tiết học ngày hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng các em ôn tập củng cố kiến thức phần công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều hệ số công suất. Chúng ta đi vào phần đầu tiên, kiến thức cơ bản. Một nhỏ, công suất của mạch điện xoay chiều. Xét một mạch điện xoay chiều. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có phương trình U bằng U0 cốt omega t cộng phi U. Khi đó, cường độ dòng điện xuất hiện trong mạch được biểu diễn y bằng y0 cốt omega t cộng phi y. Giá trị trung bình của công suất điện tiêu thụ trong một chu kỳ được tính theo công thức P bằng U nhân Y nhân cốt phi. Trong đó, P là giá trị trung bình của công suất điện tiêu thụ, U là giá trị hiệu dụng, Y là cường độ dòng điện hiệu dụng. Và phi là độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện. Với phi được tính theo công thức bằng phi u trừ phi i. Các em chú ý, nếu thời gian dùng điện xét trong một khoảng thời gian dài thì lúc này công suất điện tiêu thụ cũng là công suất điện tiêu thụ trung bình của mạch điện trong thời gian đó ứng với giá trị điện áp hiệu dụng và cường độ hiệu dụng không thay đổi. Chúng ta chuyển sang phần 2 nhỏ, điện năng tiêu thụ của mạch điện Điện năng tiêu thụ của mạch điện được tính theo công thức V kép bằng P nhân T. Trong đó, V kép là điện năng tiêu thụ, P là công suất điện tiêu thụ và T là thời gian tiêu thụ. Đơn vị điện năng tiêu thụ. Theo đơn vị SI có đơn vị chuẩn là Joule. Ký hiệu là gì? Trong thực tế, người ta còn thường sử dụng với đơn vị là watt giờ và kWh Kem chú ý với 1Wh bằng 3.600 J và 1 kWh bằng 3.600.000 J Hệ số công suất Từ công thức P bằng U nhân Y nhân cốt phi Đại lượng cốt phi được gọi là hệ số công suất Chú ý Vì giá trị tuyệt đối của phi không vượt quá 90 độ cốt phi sẽ nằm trong đoạn thỏa mãn cốt phi lớn hơn hoặc bằng 0, bé hơn hoặc bằng 1. Phần 4. Tầm quan trọng của hệ số công suất trong quá trình cung cấp và truyền tải điện năng. Như các em đã biết, ở các nhà máy công nghiệp cần phải sử dụng điện năng để chạy các động cơ và máy móc. Khi các động cơ và máy móc vận hành ổn định, lúc này công suất trung bình sẽ được giữ không đổi và được tính theo công thức P bằng U nhân Y nhân cốt phi với cốt phi thỏa mãn điều kiện lớn hơn không. Cường độ dòng điện hiệu dụng được xác định theo công thức Y bằng P chia U nhân cốt phi. Cường độ dòng điện hiệu dụng sẽ được đưa từ nhà máy phát điện qua các đường dây tải điện tới nơi tiêu thụ nếu coi điện trở của đường dây tải điện là R nhỏ thì công suất hao phí trên đường dây tải điện được tính theo công thức công suất hao phí bằng R nhân Y bình phương. Từ biểu thức Y bằng P chia U nhân cốt phi thay vào chúng ta có P hao phí bằng R nhân mở ngoặc P chia U đóng ngoặc bình phương nhân 1 chia cốt phi bình phương vậy nhìn vào biểu thức cô giáo vừa biến đổi toán học các em có thể thấy công suất hao phí sẽ lớn nếu cốt phi nhỏ hay nói cách khác cốt phi nhỏ công suất hao phí sẽ lớn sẽ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các công ty điện lực vậy làm thế nào để có thể giảm được hao phí lúc này các cơ sở tiêu thụ điện phải bố trí mạch sao cho hệ số cốt phi lớn hay nói cách khác giá trị của góc phi nhỏ Muốn thế chúng ta phải giảm phi. Trong các máy móc, các động cơ điện có các cuộn dây nên cường độ dòng điện Y sẽ lệch pha với điện áp U một góc là phi. Nhìn trên giản đồ chúng ta thấy điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha so với cường độ dòng điện một góc là phi. Để giảm giá trị của phi, cần mắc các tụ điện có điện dung lớn nối tiếp với các cuộn dây. Khi đó, hình ảnh các em đang quan sát được là giản đồ biểu thị điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha so với cường độ dòng điện với góc phi giảm. Như vậy, trong thực tế, để giảm công suất hao phí, người ta lắp thêm các tụ điện C gọi là các tụ bù. Hình ảnh các em đang quan sát được chính là các tụ bù cao thế. Ngoài ra có thể sử dụng các tụ bù trung thế hoặc tụ bù hạ thế. Tuy nhiên, việc sử dụng các tụ điện có điện dung lớn sẽ gây tốn kém về mặt kinh tế. Vì vậy, nhà nước quy định hệ số công suất trong các cơ sở sử dụng điện năng phải lớn hơn một giá trị tối thiểu nào đó. Thỏa mãn, cốt phi lớn hơn hoặc bằng 0,85. Và các em lưu ý cho cô giáo với chi tiết này để chúng ta làm các bài tập định tính. Nội dung tiếp theo, hệ số công suất của mạch điện. Xét một đoạn mạch gồm các phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Hình ảnh các em đang quan sát được là giản đồ vectơ ứng với hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, mạch có tính cảm kháng, UL lớn hơn UC. Và ở trường hợp thứ hai, mạch có tính dung kháng. UL nhỏ hơn UC. Nhìn vào giản đồ vector, các em có thể xác định được giá trị của cốt phi dựa vào hệ thức lượng trong tam giác. Khi đó, cốt phi sẽ bằng UR trên U. Với UR bằng I nhân R và U bằng I nhân Z, biến đổi toán học chúng ta sẽ có cốt phi bằng R trên Z. Vì mạch RLC mắc nối tiếp nên theo công thức tính tổng trở chúng ta có Z bằng căn bậc 2 của R bình phương cộng mở ngoặc ZL trừ ZC tất cả bình phương. Công thức tính cốt phi được viết dưới dạng cốt phi bằng R chia căn bậc 2 của R bình phương cộng mở ngoặc ZL trừ ZC tất cả bình phương. Công suất trung bình tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều P bằng U nhân Y nhân cos phi Khi đó chúng ta biến đổi toán học bằng U nhân Y với cốt phi bằng R trên Z Mặt khác chúng ta lại có U chia Z chính bằng Y Vậy lúc này công suất trung bình tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều được tính theo công thức P bằng R nhân Y bình phương. Như vậy, công suất tiêu thụ trong một mạch RLC mắc nối tiếp bằng công suất tỏa nhiệt trên điện trở R. Chúng ta sẽ đi vận dụng tính hệ số công suất của một số mạch điện. Xét với mạch đầu tiên, chỉ có điện trở R. Các em hãy quan sát vector quay Nhìn trên giản đồ vector chúng ta thấy lúc này điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở R cùng pha với cường độ dòng điện. Giá trị phi bằng 0. Cốt phi bằng 1. Như vậy công suất tiêu thụ của mạch điện P bằng U nhân Y. Công suất của mạch điện sẽ đạt giá trị cực đại. Và các em chú ý, đây cũng chính là trường hợp với mạch có RLC mắc nối tiếp xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Trường hợp thứ hai với mạch chỉ có tụ điện C. Nhìn trên giản đồ các em thấy điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C trễ pha hơn so với cường độ dòng điện. Một góc phi bằng pi trên 2. Cốt phi bằng 0. P bằng 0. Xét với trường hợp thứ ba, mạch có RC mắc nối tiếp. Nhìn trên giản đồ chúng ta thấy giá trị của phi nhỏ hơn 0. Vận dụng công thức tính cốt phi. Các em có cốt phi bằng R chia căn bậc 2 của R bình phương cộng ZC bình. Xét mạch chỉ có cuộn cảm thuần. Lúc này, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc pi trên 2 và công suất bằng 0. Trường hợp thứ ba với mạch gồm có R nối tiếp với cuộn dây thuần cảm. Giản đồ vectơ Nhìn vào giản đồ vectơ các em thấy giá trị của phi lớn hơn 0. Vận dụng công thức chúng ta có cos phi bằng R chia căn bậc 2 của R bình phương cộng ZL bình phương. Các em chú ý cho cô giáo với bảng tính công suất và hệ số công suất đối với một số mạch điện để chúng ta vận dụng số dạng bài tập tính toán trong các đề thi. Để củng cố lại toàn bộ nội dung kiến thức cô và các em vừa ôn tập, chúng ta sẽ đi vận dụng với một số dạng bài tập. Trước hết là ví dụ minh họa. Cho một mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp biểu thức điện áp và dòng điện trong mạch. U bằng 120 căn 2 cốt 100 pt cộng pi trên 6 đơn vị V. Và Y bằng 2 căn 2 cốt 100 pt cộng pi trên 3 đơn vị là ampe. Câu hỏi thứ nhất, A nhỏ tính hệ số công suất của đoạn mạch. B nhỏ tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch. C nhỏ tính điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong 1 phút. Chúng ta sẽ cùng đi phân tích giả thiết của bài toán. Giả thiết bài toán cho các em với phương trình của U và Y. Nhìn theo phương trình các em sẽ xác định được giá trị của U0, omega và pha ban đầu của U, tương tự như thế là Y0 và pha ban đầu của Y. Chúng ta có độ lệch pha giữa U và Y được tính theo công thức phi bằng phi U trừ phi Y thay số các em có được bằng trừ pi trên 6. Khi đó cốt phi sẽ ra kết quả bằng căn 3 trên 2. Về câu B, tính công suất áp dụng công thức P bằng U nhân Y nhân cốt phi. Với giá trị từ phương trình của đề bài các em có được U0 và Y0. Vận dụng công thức tính điện áp hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng. Các em có được U bằng U0 trên căn 2 và Y bằng Y0 trên căn 2 thay số. Các em tính được công suất bằng 120 căn 3 W. Đối với câu hỏi C, hãy tính điện năng tiêu thụ. Áp dụng công thức V kép bằng P nhân T. Các em chú ý giả thiết bài toán cho chúng ta thời gian là 1 phút. Chúng ta phải đổi đơn vị từ 1 phút ra giây thay số Điện năng tiêu thụ bằng 120 căn 3 nhân 60 Và kết quả bằng 7200 căn 3 Dù. Chúng ta chuyển sang câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi số 1 Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R Và một tụ điện mắc nối tiếp thì dung kháng của tụ điện là ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch là A. R chia căn bậc 2 của trị tuyệt đối R bình phương trừ ZC bình phương. B. Căn bậc 2 của trị tuyệt đối R bình phương trừ ZC bình phương chia R. C. R chia căn bậc 2 của R bình phương cộng ZC bình và D. Căn bậc 2 của R bình phương cộng ZC bình phương chia R. Ở phần lý thuyết bên trên cô giáo đã cung cấp cho các bạn công thức tính công suất đối với mạch có RLC mắc nối tiếp và một số công thức tính đối với các trường hợp đặc biệt. Theo giả thiết mạch chỉ có điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C, như vậy đáp án của câu hỏi này các em sẽ lựa chọn là đáp án C. Câu hỏi số 2. Đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 đặt điện áp U bằng 200 căn 2 cốt 100 pt đơn vị V vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch là y bằng 5 căn 2 cốt 100 pt đơn vị ampe hệ số công suất của đoạn mạch là a 0,71 b 0,87 c 0 và d là 1 các em hãy cùng suy nghĩ bài toán yêu cầu tính hệ số công suất của mạch. Vậy căn cứ theo giả dạ thiết của bài toán chúng ta có được phi của U bằng 0 và phi của Y cũng bằng 0. Khi đó phi bằng phi U trừ phi Y và bằng 0. Vậy thay số chúng ta sẽ có được cốt phi bằng 1. Đáp án của câu hỏi số 2 là đáp án D. Câu hỏi số 3. Đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Đặt vào hai đầu điện trở một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được. Khi f bằng f0 và f bằng 2f0 thì công suất tiêu thụ của điện trở tương ứng là P1 và P2. Hệ thức nào sau đây đúng? A. P2 bằng 0,5 P1. B. P2 bằng 2 P1. C. P2 bằng P1 và D, P2 bằng 4P1. Các em chú ý. Với giả thiết của bài toán, đặt vào hai đầu điện trở một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Lúc này, vận dụng công thức tính công suất tiêu thụ P I bình phương nhân R với cường độ dòng điện hiệu dụng. Các em chú ý, vì mạch chỉ có điện trở R nên áp dụng định luật ôm đối với đoạn mạch chỉ có R. Chúng ta có Y bằng U trên R. Thay vào biểu thức P bằng mở ngoặc U R chia R đóng ngoặc bình phương nhân R. Và sẽ bằng mở ngoặc U trên R đóng ngoặc bình phương nhân R. Như vậy, nhìn vào công thức tính công suất tiêu thụ Đối với mạch chỉ có điện trở R không phụ thuộc vào tần số. Đáp án lựa chọn của câu hỏi số 3 sẽ là đáp án C. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 4, đề thi minh họa năm 2018. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp, khi đó cảm kháng của cuộn cảm có giá trị bằng R. Hệ số công suất của đoạn mạch là A 1 B 0,5 C 0,87 và D 0,71. Giả thiết của bài toán cho điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn cảm thuần. Mặt khác, cảm kháng của cuộn dây có giá trị đúng bằng R. Như vậy, dựa vào công thức tính cos phi bằng R trên Z. Vì mạch có hai phần tử là R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm. Khi đó cos phi sẽ bằng R chia căn bậc 2 của R bình phương cộng ZL bình phương. Biến đổi, chúng ta có kết quả gần bằng 0,71. Vậy đáp án của câu hỏi số 4 là đáp án D. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang nội dung của câu hỏi số 5 đề thi đại học năm 2015. Nội dung của bài toán. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 100V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng A 0,8, B 0,7, C 1 và D 0,5. Bài toán yêu cầu chúng ta tính hệ số công suất của đoạn mạch với đoạn mạch gồm một quận cảm thuần mắc nối tiếp với một điện trở. Vận dụng với công thức cốt phi bằng UR trên U. Thay số các em sẽ có kết quả cốt phi bằng 0,5. Đáp án của câu hỏi số 5 là đáp án D câu hỏi số 6. Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Đặt điện áp U bằng 220 căn 2 cốt 100 pt đơn vị V, vào hai đầu của một đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch là Y bằng 2 căn 2 cốt 100 pt đơn vị là Ampe. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là? Các em chú ý giả thiết bài toán cho chúng ta phương trình của U và phương trình của Y. Yêu cầu hãy tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch. Áp dụng công thức tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch. P bằng U nhân Y nhân cốt phi. Với phi là độ lệch pha giữa U và Y. Chúng ta có pha ban đầu của U bằng 0 và pha ban đầu của Y bằng 0. Thay số các em sẽ có được đáp án P bằng 440W. Câu hỏi số 6 đáp án là A. Nội dung của câu hỏi số 7. Đề minh họa năm 2020. Khi cho dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng bằng 2A chạy qua một điện trở R thì công suất tỏa nhiệt trên nó là 60W. Giá trị của R là A. 120Ω, B. 7,5Ω, C. 15Ω và D. 30Ω. Bài toán cho chúng ta công suất tỏa nhiệt trên điện trở R P bằng 60W và cường độ hiệu dụng bằng 2A. Áp dụng công thức P bằng I bình phương nhân R. Từ đó các em sẽ suy ra R bằng P chia Y bình phương thay số được kết quả bằng 15 ohm. Đáp án của câu hỏi số 7 là đáp án C. Tiếp theo nội dung của câu hỏi số 8. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 750W. Trong khoảng thời gian 6 giờ, điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ là A. 4,5 kWh B. 4.500 kWh C. 16,2 kWh và D. 16.200 kWh áp dụng công thức V kép bằng P nhân T thay số các em có được kết quả bằng 16 triệu 200 nghìn Jun. Tuy nhiên với các đáp án của đề bài đổi ra đơn vị là kWh. Như vậy, vận dụng với 1 kWh bằng 3 triệu 600 nghìn Jun. Khi đó các em sẽ tính ra được điện năng tiêu thụ bằng 4,5 kWh. Đáp án của câu hỏi số 8 là đáp án A. Nội dung của câu hỏi số 9. Đại học năm 2008. Đặt hiệu điện thế U bằng 100 căn 2 cốt 100 pt đơn vị vôn vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C và R có độ lớn không đổi. Giá trị của L bằng 1 trên pi Henry. Khi đó, hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L, C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là A. 100W, B 200W, C 250W và D 350W. Các em chú ý cho cô giáo chi tiết. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn là như nhau. Vậy khi đó hiện tượng gì sẽ xảy ra? Trước hết, dựa vào công thức tính ZL bằng omega nhân với L Với L bằng 1 trên pi Omega bằng 100 pi Chúng ta có được ZL bằng 100 ohm Theo giả thiết của bài toán có UR bằng UL bằng UC Hay nói cách khác R bằng ZL bằng ZC Và bằng 100 ohm Lúc này chúng ta thấy có đại lượng ZL bằng ZC Mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng Hệ quả, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R chính bằng điện áp của mạch và bằng 100V. Như vậy, các em có thể tính được I bằng UR trên R và bằng 1A. Áp dụng công thức tính công suất P bằng I bình phương nhân R và thay số bằng 100W. Câu hỏi số 9, đáp án lựa chọn là đáp án A. Câu hỏi số 10. Đề thi minh họa năm 2020 cho đoạn mạch AB gồm một cuộn cảm thuần L, điện trở R bằng 50 ôm và tụ điện mắc nối tiếp theo thứ tự đó. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp U bằng 100 căn 2 cốt 100 pt đơn vị V, thời gian tính bằng giây thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa L và R có biểu thức ULR bằng 200 căn 2 cốt 100 pt cộng pi trên 3. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là A 400 W, B 100 W, C 300 W và D 200 W. Giả thiết của câu hỏi số 10 cho chúng ta phương trình của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và phương trình điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa phần tử L và R. Áp dụng định luật điện áp tức thời, chúng ta có điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở R cộng điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm L và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện C. Với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa hai phần tử là R và L, chúng ta sẽ có được ULR cộng UC như vậy từ công thức này chúng ta sẽ tính được điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện c bằng điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch trừ đi điện áp tức thời giữa hai đầu phần tử lr các em sẽ sử dụng máy tính cầm tay ở chế độ số phức để tính với uc các em để máy ở chế độ cmplx và để máy ở chế độ radian Lúc này chúng ta sẽ nhập với U0 của mạch là 100 căn 2. Và U0 giữa hai đầu của đoạn mạch RL là 200 căn 2 với pha là pi trên 3. Bấm ship 23 bằng Trên màn ảnh chúng ta đã thu được giá trị của U0C. Tính toán chúng ta sẽ ra được giá trị của UC bằng 100 căn 3. Mặt khác, áp dụng công thức đối với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, U bình phương bằng UR bình phương cộng mở ngoặc UL trừ UC tất cả bình phương. Theo giả thiết bằng 100 bình phương. Và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chứa phần tử LR, ULR bình phương bằng UR bình phương cộng UL bình phương bằng 200 bình phương. Từ 1 và 2 các em sẽ tính được UL bằng 100 căn 3 V. Để ý với hai đáp án các em vừa tính toán được của UC và UL. Chúng ta thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện C bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu quận dây thuần cảm L. Như vậy xảy ra hiện tượng cộng hưởng trong mạch. Áp dụng công thức P bằng mở ngoặc U chia R đóng ngoặc tất cả bình phương nhân R, thay số các em ra được kết quả là công suất bằng 200 W. Vậy đáp án của câu hỏi số 10 là đáp án D. Vừa rồi cô và các em đã cùng đi ôn tập kiến thức với công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều và hệ số công suất ở nội dung của bài học này, các em cần phải chú ý cho cô giáo một số kiến thức. Công thức tính công suất của mạch điện, xoay chiều và hệ số công suất với các biểu thức P bằng UI cốt phi, công suất tỏa nhiệt P bằng R nhân Y bình phương và điện năng tiêu thụ V kép bằng P nhân T. Công thức tính hệ số công suất cốt phi bằng R trên Z và thỏa mãn điều kiện cốt phi phải lớn hơn 0,85 đối với các cơ sở tiêu thụ điện. Nội dung của bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các giờ học lần sau.